Yo! Hello mọi người. Hôm nay tôi lại tiếp tục trở lại với series ao làng đột kích. Như các tuần trước, tháng trước anh em ạ. Bây giờ là tháng 12. Ao làng xếp lại trở lại. Tháng trước thì anh em bọn tôi bắn AK này, M4 này, Snip này, AWM default rồi này. Thì có lẽ là tháng này tôi sẽ làm nó khác khác đi một tí. Chẳng hạn như bắn các đồ như huyền thoại AK-4, lục bắn côn, tôi thấy cũng hay. Côn có vẻ là cũng khá là ok đấy. Những cái khác thì bây giờ tôi với cả Embo với cả Emdet sẽ quyết định tuần này sẽ bắn cái gì nhá anh em nhá. Nào, Zô đi. Zô nào thầy ơi, cái tình yêu ơi, hôm nay một canh một đi. Canh một đi, hôm nay chúng ta sẽ làm event gì nhở anh Khoa nhở? Hôm nay chúng ta làm gì ạ? Ao làng đột kích. Làm gì thầy nhở? Ao làng đột kích. Đúng vậy, với giá trị tiền thưởng là bao nhiêu nhở? 5 triệu đồng. 5 triệu đồng. Chẳng đã nhận em nhở. 5 triệu đồng xin thì 3 trận duy nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng ạ, hôm nay thể thức chúng ta thi đấu gì thầy nhở? Giá cuối bao nhiêu này? 5 triệu đồng. 5 triệu đồng cho 3 trận buổi tối ngày hôm nay anh em nhớ. Đúng rồi. Cho người thắng cuộc không tính bao tồi. Hack là kích. Tuần này anh em mình đổi gió một tí đi. Tuần này mình sẽ bắn AN94. Sao lại bắn kiểu AN chó vậy thầy? Hả? Sao gọi là AN ốc chó? Ừ, từ gọi AN ốc chó chứ còn gì nữa. Cái kia? Cái súng này gọi là AN ốc chó. Sẽ AN ốc chó nhờ vậy thì... Tại vì khẩu ấy hồi trước lúc mà nó chưa ra VIP, cái khẩu ấy bắn kinh quá mà bị nó chửi là ốc chó em ạ. AN94 GP ở đây. GB hoặc là bản báo vật cũng được. Nhưng mà không đeo VIP là được. À không, từ scope đúng không? Không scope, tại vì cái khẩu đấy nó hơn cái khẩu GB với cả khẩu Ultimate Gold 5 viên. Bây giờ nhá, mình có thể mua ở trong cái cửa hàng điểm. Đấy, khẩu AN94 mua bằng điểm. Được. Phải VIP à? Đấy, không, nó là báo vật. À đây. Nhìn cho nó tiện. Ultimate Gold 3 ngày. Đúng rồi, 3 ngày, gần 3 ngày thôi. 3 ngày. Được. Em hiểu. Cái lượng đạn với cả cái lượng súng GB thì nó là như nhau. Anh check rồi. Bắn ăn cái tư thường được không ta? Được em. Được luôn. Nó như nhau mà. Đấy, bắn ăn cái tư thường. Nhất luôn đấy. Cái đùa rồi, côn thì sao vậy? Lục côn thì sao thầy nhờ? Lục côn thì cũng thế thôi. Lục côn thì bản nào cũng được, miễn là không đeo VIP là được. Lục gòn đó. Lục côn. Theo file là đang gần hay là golden nhở? Như này đi. Là côn đó. Đùa côn, lục đôi. Không, không, không phải lục đôi. Nó là lục côn thôi, lục côn một tay thôi. À côn một tay á? Trời ơi, em tưởng lục đôi. Côn một chiếc. Đúng rồi. C-O-L-T ấy. Đấy, côn 1911 ấy. Bị cái đó, có lục đôi. Khẩu nào nhở? Đây lục, à? Nhưng mà lục đôi đúng không thầy? Không, một thôi, côn 1911 thôi, bản nào cũng được. Rồi, nhưng mà người là không được đeo VIP đúng không? Ừ, người không đeo VIP là được. Áo hết VIP này. Con bản nào cũng được. Đây. Vũ khí VIP, đây, V-Coin vẫn được này. Cái này không tính VIP này, cái này V-Coin này. Miễn không phải là VIP là được, đó. Đúng vậy. Rồi, ok anh 94. Ok, xong rồi. Thế súng thứ 3. Súng thứ 3 thì để các em chọn. Các em chọn đi. Ba hết đi, không đá. Thôi chậm hẳn anh ơi. Nếu mà như thế thì cũng được. Mình chưa bắn 3Z một trận nào. Bắn 3Z ok đấy chứ. Không bắn Red VIP, bắn mà Red thường thôi. Được, hợp lý đi chứ. Red VIP thì nó bình thường quá. Ba Red gì cũng được đúng không thầy? Cứ 3Z gì cũng được. Không phải VIP mà được. Sao em có một cái tốt nhất là mình sẽ không đeo một cái VIP nào cả. Đấy, kể cả dao quắm luôn. Barret dao VIP cũng không đeo luôn. Barret đỏ đâu ta? Đây, đi mà bộ này ngày xưa. Mất bao tiền mới có bộ này cái đây mà. Bao tiền? Barret Rick the Gold nhỉ? Cho thầy cũng không trả lời cơ. Dạ, mẹ ơi. Có mới nói nha, có mới nói nha. Đó thầy ơi, quay bảo vật hộ thầy không rep, 7 năm sau thầy mới rep.
Hóa ra hồi đó thầy coi mình là cứt. Thật là cứt à. Thật về. Không rep luôn nè. Không cùng đẳng cấp với thầy, thầy không ghép. Mày cho thầy 20.000 thôi lâu, thầy điệu lại. Rồi thầy, tao vào mấy thầy. Tao ok, tụi tao 4 kích 1 đi, vô đi. Bây giờ như này đi. Chia cho nó đều ấy. Sắp full nữa á, phải ra tự do 2 đi. Thì trận An Thiên Tư lấy hai bạn, mỗi bạn top 1-2, không tính ba anh em mình, mỗi người 1 triệu. Yes. Em tưởng tuần trước là 1.5 triệu với 5 lốp. Ở 1.5 triệu với 5 lốp á? Đúng rồi. Top 1 thì 1.5 triệu. Đúng rồi, top 1 phải 1.500.000 thì thôi. Top 1.5 triệu. Nhì thì 5 lốp. Còn bắn slip thì cũng thế. Còn lùng thì ăn chọn một người duy nhất thôi. 1 triệu. Cú đẫm luôn. Ok luôn. Đúng luôn, không tính bạn tôi. Bây giờ mình bắn A94 trước nha. Broomstick Halloween. À, có vấn đề này nữa, anh cũng phải hỏi qua lại chúng mày. Những cái bạn mà được tháng trước thì tháng này có cho rô không? Không. Tại vì ta từng ăn rồi. Thì cũng... Người ta lấy cái khác thì cũng có biết đâu. Tôi nghĩ là nhường cơ hội cho người khác chơi. Đúng, anh em đó tự ý thức thôi chứ mà sao mình nói được thầy. Đúng, mình tạo cho mọi người một cân sân chơi mà muốn giveaway cho nhiều người. Tự do 2 kênh mấy? Tự do 4 kênh 1, 4 kênh 1. À 4 kênh 1. Đó là do ý thức của anh em thôi chứ. Đúng rồi, thầy tạo phòng đi thầy ơi. Công VIP này anh Khoa, 4 VIP kìa. Ui dồi ôi, tháo VIP đi. Nè nói thế này chết người. Từ từ để anh dặn lại các bạn nhé. Bạn mà được ăn được giải, các bạn chịu khó nán lại. Sau đúng. Khi mà anh em bọn tôi bắn xong 3 trận đấy, đứng đứng ở ngoài kênh chờ đợi tôi nhé. Xong rồi tôi sẽ chủ động của tôi inbox các bạn. Rồi các bạn gửi số này. Các bạn gửi số tài khoản thôi là tôi gửi tiền cho các bạn luôn. Luôn đi. Tiền tươi luôn. Tiền tươi luôn đi. Vào mà hộp luôn. Đó, bát đây. Đọc em đi. Bát 9496 các tình yêu ơi, hãy vào đi. Yêu cầu tháo VIP này. VIP hơi nhiều ý nha. VIP hơi nhiều, anh nhím này rồi ôi gì. Ui, cái mẹ, cái ông CST, Six to Bean, mẹ mà đeo cả A94A Duvo ạ. Bỏ đấy bạn ơi. Ôi dồi ôi. A94 thường, hoặc là A94 mà báo vật thôi. Ultimate Gold 3 ngày này. Bọn tôi check ra, bị ban. Sẽ không có phần thưởng. Các bạn đeo vào slot ba lô đầu tiên ấy để anh em bọn tôi chỉ vào tên check luôn cho nó tiện. Đúng rồi. Đây này, còn Long Mèo. À đâu, Long Mèo đeo rồi. Được chưa nhỉ? Trông có vẻ là ổn rồi đây. Được rồi đấy, chạy thôi nhà thầy nhờ. Ừ. Bỏ ra vào đây. Summoner Rift rồi. Ổn rồi đấy, ổn rồi đấy. Ừ, ok la đấy. Ok các tình yêu ơi. Các em một bắn map gì? Các em một bắn map gì? Map này luôn rồi, quất luôn. Tàu cái hàng đi, tàu cái hàng cho mới đi. Làm gì có tàu chở hàng? Làm gì có tàu chở hàng? Đâu đơn mà. Nhầm cái gì bến cảng? À, muốn bến cảng đúng không? Bến cảng á. Bến cảng cho mới đi thầy. Ok luôn. Dùng phô pháp bảo vật ra. Rồi, chiến luôn này. Thì bắt bảo vật với cả 3 ngày khác thì nhau không nữa. Chả khác gì nhau đâu. Ờ, chả khác gì đâu. Lượng đạn nó cũng thế thôi, không VIP cũng thế thôi. Nào bạn đang là 94 tôi ngu lắm này. Nào ngon hút cả AK với cả bừa bốn em. Ý lần nào. Cái tiền vẫn tiếp theo một tên. Ok mẹ áo bố béo à. Cầm Pinoy đi cái này. Vừa xa cái. Ây da Pinoy. Ây da. Ôi 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 đi xong chứ. Rồi. Ôi giời ơi, nhím vào đây đi vậy? Ui, em 1 tháng rồi đèo bắn đấy em ạ. Ôi giời ơi, thôi xong rồi, tiếng máy quá. Ây da. Ngay nhầm. Bắn con mồm ạ. Ôi giời ơi. Không lẽ đấy mà. Tép à. Thầy Olive. Spawn chơi mà chơi spawn nhiều. Ây da. Alex của bé ơi. Ôi xinh nhiều thế. Cái lời mày cái ham này. Thấy được các tình không? À, thế à? Sao bảo thấy được? Sao các tình yêu bảo thấy được vậy? Thấy được mà. Ôi cái này sẽ ngon. Thấy ngon luôn đi chứ. Ngon rồi đấy. Sao thấy vãi lồn thế nhở? Rồi đồng thế.
bố béo đâu đây? Cơ bố. À, ném. Sấy sấy rồi, nó sấy sang bên nào rồi? Oh yeah, baby. Đừng có mẹ mày đi. Quay lại đập phát bom luôn mà. À, em đẹp này. À, ừ. Tiếp này hết đạn. Ôi rồi ôi cút. À, cút. Bạn mua béo tốt, bạn kinh tiếc. Móc ô tô thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Để tâm lan ra. Tâm lan là tâm gì? Tâm ma đúng không? Được, được. Cái lầu mày á. Tâm mày được ấy, tâm mày được ấy, tâm mày được ấy, tâm mày được ấy. Đi tâm luôn. Ây da. Một máu thế. Ôi. Có test chi tên. Sao? Trời ơi, xin. Được, được, tâm. Má, mày kiểu chính nhân rồi đó. Ây da. À, xin ba. À, tâm bóng quá, không phải để tâm vào đâu à? Game kỹ năng cao. Ôi không? À, tâm bóng, tâm bóng à? Ôi, ai da? Đéo tắt. Nó còn sấy ghê đấy. Ôi da. Ôi đấy boy. Ai da, mấy ông này bắn gì mà đấm mờ nó kinh quá. Bên như nào? Kìa. Bố béo ở đâu ra đấy? Đây. Kể bắn vào bồn béo chết kìa. Thầy ơi, thầy để ra gì đấy? Hả? Thầy để ra gì đấy? 1280 là 1920. Bất tử đâu ấy? Để bình thường thôi. Thôi xong luôn rồi. Kìa. Chín. Mấy cái nick của game này. Ra tí sang lục hay là sang bắn được. Lỡ mau. Còn mẹ mà cái thằng đằng sau lưng mình nè. Bắn tôi. Lỡ má đây. Đây rồi. Tâm này mới là tâm hoa. Bạn ăn thì tươi, bắn tâm giòn ngon hơn đấy. Thế mà các bạn bảo để tâm nở chết người là ok, chết người là. Ui giời ơi, si ba. Si ba nô ma. Cô béo, cô béo. Sấy, ui giời ơi. Khó thế. Quá bình thường. AK mà nó. Kìa. Ta mạng bắn bốn cái màu xinh à. Con mà thành giao xanh rồi. Ờ, đây em đổ em à. Thấy đổ đồm luôn kìa. Ây da. Ây da. Thấy đỏ thế à. Vừa chặn vừa bắn đấy á. Thấy đồ vừa chặn vừa bắn. Ây da. Có sinh à? What the fuck? Em hiểu cách dùng tuổi trẻ rồi. Quá bình thường. Hiểu. Ui. À, không được. Không được các tình yêu ơi. À, bô béo. Ây da, béo. Mẹ quá mẹ 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 mẹ
đang bắn à. Bỏ bom. Bị ghim khỏe quá thế bạn. Đẹp là đẹp. Trời ơi. Ây da, mất kinh kích. Bỏ bom à. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Cái dùng tâm này thôi. Đâu vậy? Tâm tròn đấy. Na này cũng tâm tròn đúng hơn này. Có cả đồn. Ây da. Tỉnh. Sao mình hồi sinh ra rồi đó, nhanh thế nhở? Mình sao bắn được từ cái trượt à? À, 3 giây. Giờ làm gì có 3 giây em. Tôi bắn chết liền. Ở đây rồi. Thằng gì đâu chết à? Mày bích. Ôi, tình yêu ơi. Cơm mà Ego nó nhìn lại cái đó. Ây da. Đi má cuộc đời. Ây da. Ây da. Cái này ghiền tâm nó mỗi tay hơn được kích đấy. Mỗi nhầm. Đó là chết go. Nhầm nhầm mỗi tay hơn chết go. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, bắt được con vợ, bắt được con vợ. Ây, anh Long Mèo. Con cắp ôn xinh à. Thôi mẹ, anh Long Mèo, bắt được con người. À, con vợ đi đâu vậy nhờ. Ủa, à, bắt con mồm mà, không chết à. What the fuck? Con vợ được chơi. This gun is trash. Ây da. À, nó con vợ đi mồm mà đéo chứ. Này, con chết nào à. Rà quá, ô. Yeah. Để chân phù đèn thế. Cao tăng. Ui dồi ôi. Gặp cái đồ xinh kìa. Đâu là chỗ rồi, đâu là chỗ này hư. Chỗ chơi với tôi. Đâu 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 đâu. Kéo nhẹ rồi. Mày hiểu đi bắt. Thửng 5 kill, ta à, rồi. Con vợ. Có cái lồn. Thì phải đéo trốn được, đéo trốn được, đéo trốn được. Đi đâu vậy nấy? Ây da, mẹ ông bồn tỉnh đấy nhờ. Học lớp mẹ này, này ơi, này ơi. Học tên rồi. Ây da, cấp hồi sinh, lúc chỉ đứng nhìn đợi chết ạ. Bùa mắt. Ây da. Ảo thế nhờ. Có khẩu này ăn anh thôi, khẩu khác có chơi được. Máu đi. Cái lỗ mát này là chết đây. Mười tỷ viên rồi. Em có bắn dính đây. Bố không ăn mạng. Ôi dồi ôi trượt à.
xịt ba. Trời ơi, 79 ra. Ai à. Mua béo chết, tao mua béo chết. Em à, tự nhiên là ra gặp ông thầy Út hết rồi. Ai à. Bắt hồi sinh gặp đó. Ai à, ai à. Ai à, ai à. Con mèo với cả GS VIP mà đa càng nữa. Như cái ông GS VIP hình như là trước ăn rồi sao? Tí mới check lại vào xong. Ông Long Mèo chưa? Ông Long Mèo. Ông Long Mèo thì chưa. Ông GS VIP này cơ. Ông Long Mèo chưa? Ông tỷ thế là ba. Chờ cái đây là Lục đúng không? Lục bị bắn tạm phải sống đi thầy. Ừ, tạm phòng mới nhé. Tạm lại phòng, tạm phòng lại. Phòng đi. Ôi giời ơi, vừa bóng kinh nghiệm. Bắn Z chứ? Ở đây bắn Z chứ? Trận Lục để cuối nhé. Ba Z thầy. Trời. Tự do 4 kênh 1 phòng 11 bạn là 8998 ai là chủ nhân của 1.500.000 đây. Top 1, top 2 không tính 3 mô tô kích cấp thầy Olympia. Và ngày hôm nay có 3 đá thầy. Ba Z nhá, phải là Ba Z nha các bạn nhá. Ông VIP nhá. Mẹ cái ông. À cấm đá nữa cái tình yêu, không chơi đá. Ừ, cấm bỏ đá đi, không đá đâu. Không được chơi đá nữa nhá, chơi đá chết đấy. Cô béo là hay đá lắm mày. Đúng rồi, hay đá lắm mày. Ngắm biển bồ. Tình yêu ơi. Bắn đi. Ủa má nó chậm chậm. Nó rét chậm mà. Vãi cả liền. Ây ơi. Ui. Ây lâu lắm. Lâu lắm chậm ăn ba rét. Ây ơi. Má nó chậm thế. Kinh kinh nhờ. Đâu, em chậm đâu có ba này. Thằng trong rào à. Ây, bắn trượt kìa. Ôi, sao lại? Thiệt mà. Ôi dồi ôi. Ôi, ông này bắn trượt, ông này bắn mít cái lô gì đây? Lúc nào vậy thầy ông? Gì đây? Ây à. Bắn mít luôn trời. Đúng mà, tập đảo như vậy. Ào em ơi, thầy ông Adu mít kìa, cầm bắn cả VIP kìa. Sao chết rồi? Kích đi, làm thế nào rồi? Không chơi cầm rồi. Thầy làm giòm chứ chưa? Hỏng rồi. Mà nó giao kèo trước như vậy rồi mấy cha. Có ao không? Thì thầy á. Hai ông bắn luôn rồi kìa. Ai không được rồi. EZ Kia với cả một ông nữa kìa. Bảo mày không 3Z VIP của chứ 3Z thường rồi. Ui dồi ôi, đây ông này còn lúc đầu cuối nó còn lắp cả VIP vào. Ông này cũng VIP đi. Ôi đồ 10k22 rồi. VIP luôn nè. 10k22 chết người. Ông này bảo bỏ VIP rồi, vẫn ai VIP. Ôi dồi ôi, xong rồi. Đi thức đèn em ơi, thức đèn em ơi. Trời ơi. Ôi trời ơi. Ông EZ Kia này. Nói rồi, có không phải VIP đâu thầy. Kích luôn đi. Nó vẫn là VIP, bỏ tính 3Z bình thường thôi. Kích luôn. Kích luôn thầy. Thầy đúng là bang chủ luôn đấy. Barret. Có những cái luôn phải là quyết đoán em ạ. Barret này được không thầy ơi, Miran ông nào? M82A1 bu kìa thầy, thầy check in. Đâu xem nào. Bu. À được. À được luôn đi chứ. Không VIP là được. Ông à này thằng Anubis này nữa này cũng bắn nốt này lì à. Lì đi nốt này lì. Đi nốt lì. Lì luôn đi chứ nhờ. Bách mà không phải là VIP à. Có kiểu rồi. Lì với thầy, lì gác luôn đi. Chết người luôn nè. Anh độ không dám cãi thầy, mày dám cãi thầy. Ổng gươm. Ủa hay là kêu anh độ là... Đợi em tí. À anh độ là không bắn đột kích cơ. Anh độ coi như chưa bắn đột kích đâu, bắn chết rồi. Này, trông anh cũng không biết nữa. Chứ bắn xé tôi sao ấy. Béo ní. Ủa thế phải... Được mà. Ấy, bạn mấy con đấy được. Đi lấy nhanh hơn một chút đấy. Từ em xíu cầm thôi. Con... Em cầm con béo ní đâu rồi? Béo ní đâu nhở? Còn đéo có con M821 béo ní ố. Có mà. Anh có thì mày cũng phải có chứ. Không thì bắn con Eternal với em. Béo ní. Con đấy đẹp đấy. Đi lên. À đây em có mà. Nhanh một chút. À đâu? Đây. Có mà. Internal. Thôi em cầm bộ béo ní cho đẹp. Eternal. Cái tên nổ đẹp hơn đấy. Được kìa. À, từ. Các em muốn map nào? Em vẫn map này.
Mát mày rồi. Hôm nay nha. Ok. Ok rồi ơi. Rồi. Đâu? Vậy bật slip này có vẻ em bô nó nhỉnh hơn này. Anh bắn slip kém lắm. Game thủ chuyên cái gì bắn chuyên đột kích ngày xưa. Bắn dài ấy chứ. À bắn nhau rồi. Trời ơi, con này sờ cút, con này sờ bích chậm ghê luôn. Bà Z thì chậm mà. Mẹ à, không béo luôn kìa. Con móc ở đâu ra ấy. Ôi dồi ôi. Tình yêu ơi. Tình yêu này nhỉ. Ây da. Tình yêu béo nó toàn ở đâu ra vậy. Tình yêu này nhỉ. Tình yêu này nhỉ, trời ơi, không đâu sờ cút được kìa. Ây da, mặt kinh thế. Barret sờ nắp được, thầy nhờ. Được. Hỏng rồi, chớ ơi. Êm máu lờ rồi. Ây da. Mẹ mày bóc con đéo được à. À, đẹp à. Ây da. Em thì, lấy chậm quá. Bóc sen mình có thể chậm. Mẹ mặt trượt thì chết luôn mà. Mặt kinh vậy. Ai à, mẹ ơi bố béo. Về gớm tí à. Tăng tốc độ. Ngắm gì đó. Ai à. Tính ấy. Ôi ôi, mẹ rồi sinh ra hai thằng con khe thẳng đấy ạ. À. Đỡ hộ. Chậm quá, ai à. Điều khiển à. Thôi bố béo lại đâu ra vậy? Con bố béo 164 chả bán gì luôn rồi. Phải tao âm kinh vãi lịt. Ây da. Quá em sợ bố béo này. Tình yêu nào đây không? Ây da. Úi sao là chết à. Mày đến đến giờ. Ôi trời ơi. Ai ơi, mẹ một con nhảy này. Người đi ơi. Thôi em ạ. Bố béo này thì phá mạng. Phá mạng tình đi ơ. Ai da. Bắn em mình. Mày đã hư với Liên. Cái gì? Đây rồi.
Ai ơi, có thấy ạ. Đấy ơi, đấy ơi. À, kè trước hả em, kè trước ạ. Địch con mà em vốn có phải vai lì đâu, nó không nhìn mình. What the fuck? Ê à. Đâu đấy, nó không nhìn thấy mình quá. Nó bắn kinh quá luôn. Ông ơi, đâu hết rồi nhở? Đâu ra luôn. À, đâu hết rồi nhở, tình yêu này đâu rồi. Chạy à. Đẹp thế. Má nó nắp tôi chảy mồ hôi. Đây rồi. Ấm nốt. Ấy ơi. Đây là núp. Giữ hết thế kêu núp. Mày á, cái thằng lồn ga thì đéo ga. Mày rồi. Gào, núp gào. Đám cướp. Mẹ nó ra vậy. Pino. Ai nó đi, có mẹ thể thằng ở. Ủa xin sao mày bắn mày chậm vậy? Pino. Đọc đọc đuổi, đọc đuổi, đọc đuổi, đọc. Ai ơi, mẹ mô béo. Hai ông bắn nhỉ. Ý này thôi. Ôi, bị đông quay. Trời ơi, bị móc kìa. Ngồi đâu, ngồi đâu. Ôi trời. Mẹ đông. Cũng biết luôn mà. Thế rồi. À, bắn trượt. Bắn trượt. Bắn trượt à em. Em gì tâm từ trường quá rồi ạ. Cái gì ạ? Đúng ra vậy. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cho mày chạy. Hay. Quả dẹo thế nào. Hello má. Cái này luôn cái thằng lên tướng. Ây da. Lợi hơn ạ. Sao sao vậy? Kìa, tao bảo cô béo phải kích thôi. Lỡ tay, lỡ tay, lỡ tay. Lỡ tay, lỡ tay. Lỡ tay rồi. Cả súng mơ, vẫn chém kìa. Đây rồi. Tiếng mày phải chi bông ảo vào đấy mới được. Ôi. F11 đi các tình yêu ơi. Thề. Quả khẩu chất thiết quay à. Thôi xong một cái đầu của bé lý à. Cái đầu của bé lý à. Tí vậy. Có mặt cái đầu của bé lý luôn. Đúng rồi. Được. Ok, mặt quay máu đẹp chết à. Ok, này thì ghê, để cho mẹ à. Con lập mạng, con lập mạng. Đứng đẹp chứ. Chảy. Nhảy vãi đi mày ơi. Chảy, không thoát được. Ngay.
đã, hết đã. Tí ăn được thằng kia rồi. Mẹ, bùm béo đâu mày? Thì hả, thì có mãi thì không thấy ra. Mày hả? Cầu xinh này. Thế góc, góc làm được gì ạ? Để bố béo sẽ bẩn vãi phiêu à. Đang phải thay chứ. Em đang bố béo không gì. Mẹ thằng bé phải tao đang bắt bố à. Má gồm sơn này núp gào rồi mày. Em chơi núp gào rồi. Trời ơi là sao rồi. Anh à. Bố béo rồi, bố béo rồi. Ok. Bảo kích cái bố béo mà. Liền hết với thằng con mi. Bắn đâu thằng đi bắn đâu. Ê. Ừ anh thua rồi, anh thua rồi, anh thua rồi, anh thua rồi. Ủa liền hết với lại là bay. Ừ thấy rồi, thấy rồi. Con mi. Đi mẹ. Cái kiếm dao đéo kích à. Đi con mẹ. Luôn ông thầy rồi. Thề thì không phải tao còn tốt đéo đâu. Thằng chờ gà cày đấy nhờ. Thằng tuổi trẻ nó dí thầy. Ai top 1 nhờ thầy nhờ? Sơn tuổi trẻ với ai à? Đâu? Lại nè bay với lại thằng tuổi gì ấy? Tuổi gì? Ôi. Có anh Khoa top 1 chơi bẩn nữa. Bẩn hết đạn. Bẩn hết đạn. Súng nó chém cay quá. Hết đạn đi ơi. Lục thầy ơi. Đây đây Lục này, Lục này. Ok thầy ơi. Thằng Lợi là đây, thằng Lợi là đây với tuổi lình, tuổi lình hết thầy. Top 1 được 1,5 triệu cơ. Thằng nào mơ được kìa. Ông mơ được thấy, thầy trêu con. Call 1911. Thầy à, ông mò được cả bát luôn mà. Thầy à, thằng nào mò được bát thì được xô. Còn nếu mà spam ra ngoài thì các bạn bị ăn kích. Liên công. Mò được luôn à? Ừ, được, mò được thì cho ngồi. Phải lìn là được chứ. Phải lìn mò thế đéo là được thầy. Mò được. Bát cũng... Em mò được. Bát cũng hơi dễ. Ừ, bát cũng hơi dễ đấy, bát trong Discord đấy. Rồi, bát là 4 số 9, tứ quý, các tình yêu ơi. Tứ quý 9 các bạn ơi. 4 số 9 các tình yêu ơi, chỉ một hôm duy nhất. Nào, con Vcoin nha, không VIP nha. Bóng vật là được. Lại ông 2 viên 1 kill cơ. Lại lắp VIP lại à, ông phải lì như trâu này. Ê. Dạn y này. Tháo VIP yêu cầu tháo VIP. Bây giờ là nếu mà chúng nó đeo cái khẩu lục côn mà VIP fake anh đang không biết là nó có hiện không ta. À không, bây giờ nó lên VIP rồi. Thằng Adobe, thằng ta đâu biết bị gì. Gaming lỏ là có. Có lên này. Sơn tuổi trẻ này kích thầy nè thầy ơi. Còn nào? Chào thằng nào? Con nít rồi đúng không các thầy? Sơn tuổi trẻ này nó kích thầy. Bubble Bee. Ờ nhưng mà sơ tuổi trẻ này đã được top không vậy? Hay là thằng khác vậy? Không hay sao thầy ạ? Không được. Để anh check xem. Check lại. Khẩu được cute for my quest nhỉ?
Thế lấy khẩu này đi cho nó hồng. À không. Như tuổi tuổi lin hết với cả loi nè bay. Ừ, loi nè bay đúng rồi hai bạn này. Cartoon character. Trận lục đã quan sát cái thầy. À quan sát à, ok luôn nha. À đài quan sát. Các bạn bỏ cái ba lô đầu ở súng ra. Súng chính ra để khẩu lục thôi để bọn tôi nhìn thấy. Như tôi làm mẫu này. À không. Như tôi làm mẫu kìa. Để lục của nó cũng không hiện em ạ. Thế thôi không sao. Vào bắn côn được biết ngay, vào bắn côn được biết ngay. À ui, Sơn kêu không tốt chặt cu kìa mày. À. Không tốt chặt cu luôn mà, vãi lên thật. Em không tốt nghỉ game. À đồ má. Bắn, bắn lục bắn mắt này hợp lý này. Tại vì nó cái khoảng cách nó cũng gần. Trời ơi, nãy hết nè, mới cận chiến đi ơi. Ní mà, mất quan điểm đấy. Ê, tao rồi. Hết đạn, tao phải thay đạn đây này. Béo anh chứ sao. Mày thế rồi. Con này, con này, con này. Đâu, đâu. Mày. Con mẹ hết đạn. Nhanh quá. Ê, mẹ ông là bắn cả lục này kia. Kích. Ông nào, con em vừa bắn đấy. Đem 97 máu. Kìa, DE kìa, bộ ru B kìa. Kích. F1. Ông phải phá game. Phá game luôn. Ôi hồi. Các bạn ơi. Rồi. Các bạn ơi. Đi ở đây. Đánh em ơi. Thế à. Rồi, đánh lên nào. Thế còn có 3 viên này. Chết toàn rồi. Trừ mấy chén. Cái gì nữa? Vừa spawn ra bị bắn vào đầu rồi. Mày. Lì. Lục rồi phải con này. Lì. Mày lì. Ôi thật xong rồi. Ê đồng. Đã bằng kích ấy. Hỏng cơm rồi. Lì. Mày ở đó. Ok à. Mày bắn kích ấy. Bắn phát mồm luôn mà. Má rồi. Ôi thật xong rồi. Ê, đồng giảm vậy. Chỉ với cái súng lục lộn á, mà hết đẻ. Chính viên thế thôi. Là ông để lại cam khách sạn thôi. Vào mộ. Ôi dồi ôi. Vào cái thế. Ê mà. Bắn lục vào bên giữa ngạc được này. Trời đó, ôi dồi ôi, sao có ông này ở đây vậy. Tình yêu bắn vãi luôn. Ây da. Ê, bắt đầu xấu ghê cơ. Ây da. Hết đạn của tình yêu. Ê ui. Ông ơi. Cái gì đây? Đeo bên đường cái đầu kìa. Đây rồi. Đấy, cái này rồi. À, em đẹp. Đi phải đuôi. Không được. Ai bóc đây? Ai mẹ bố béo à, thì tao hiếu rồi. Chẳng nó thơm rồi, bắn tích. Rambo. Ây da. Trời ơi. Bô béo. Cái gì đấy? Ơi. Mẹ bố béo. Ai mà địch con mẹ thì đéo có chạy luôn à. Đi đâu? À em đây. Ôi, nhấp dâm rồi, cả tình yêu ơi. Ôi, trời ơi. Đừng đẹp chim máu à. Biển kiểu đéo mà chết được.
Cô béo thề ngồi xích đeo dưới tạm vào người ạ. Thì đeo rồi. Trời ơi, trốn chứ trốn rồi. Chết mẹ mày. Chết quá bạn ơi. Ừ, xuống quá. Ê, mày thì có vẻ thì nó lên bắn luôn ạ. Còn phê thì xoáy vãi cất ra. Ôi dồi ôi. Á cô béo mày. Chào thầy. Ây kìa. Nó yếu rồi, nó yếu em ơi. Có trả thù. Đúng rồi, hay quá. Hết đạn nè. Ây dồi. À xin ba. Không quay kịp ạ. Ôi trời 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 trời. Cái đồ dưới. 86 máu kìa. Ơ kìa. Nó nhảy nhảy vào mồm được ạ. Chạy. Cái gì đây? Sao không có sống đi vậy? Kim cha là. Đây 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 đây. Ôi trời ơi, xong rồi. Rồi. Thôi. Ây hả? Mẹ cô không bị tơ à? Ôi đẹp chết. Trời ơi, là cái bằng. Kìa, thì bắn xa 82 máu ạ. Cái gì? Bắn tường à? Tôi xong rồi tình yêu ơi. Là cái đâu? Gì chứ, giết nhá luôn, giết nhá luôn này. Anh ơi, hít. Ui dồi, giết nhá luôn. Ui dồi, xong rồi. Mẹ bắn lục kinh kia. Đây là, bắn lục đường thẳng. Mặt vừa vừa thôi. Anh ơi, con mẹ hồi sinh à. Thề. Thật mẹ. Ôi dồi ôi, cái lồn dưới, thái dương Asan à? Bắt được con vợ lạ, bắt được con vợ lạ, bắt được con vợ lạ. Đây rồi, đây rồi, bo béo à? Chết chưa? Ôi, đủ đạn vậy. Ôi dồi. Nó bị hổng sao chết luôn ạ. Ê, cô hồi sinh à. Kìa. Mà nó hồi sinh là bắn nó đeo mất máu luôn mà. Ây da, tôi tôi. Xin đây. Ôi, cô béo cách xa lên. Mua đồ kíp. Kinh thế nhở. Cái gì? Sao thế nhở? Tiết canh kìa. Mẹ mình vừa giết nó hồi sinh ở đấy luôn ạ. Hai bên. Ba. Thôi thôi thôi, hết đạn rồi.
bô béo. Bô béo. Bô béo này, bô béo này. Chơi push. Cái gì đồng thế. Tập này tốt được bô béo rồi. Ok à. Em vừa hồi sinh ra. Kìa, ông vừa hồi sinh ra chết luôn mà. Nó làm gì được rồi. Ba ván, ba lần liền rồi. Mày hết đạn rồi. Mày hết đạn đúng không? Mày hết đạn đúng không? Mày hết đạn đúng không? Ơ kìa. Mày bắn tên, bắn tên đâu chết rồi. Cái lồng mày. Ảo vậy. Ôi đúng, mặt cái đâu chết mày dậy. Ôi trời ơi, mẹ nó dối à. Ơ kìa, thề. Thề có 3 người đấy. Quay tâm vào hướng nào thì bắn rồi ạ. Bắn cả 2 người luôn kìa. Là xin ba. Quạt tối. À, đau quá. Ôi trời ơi, móc kìa. Mày bắn thằng này thì thằng sau em móc ạ. Tiếp tục. Thật kìa. Trèo lên được bô béo thôi. Ôi tao coi. Ôi sao bóng rồi. Ây da, cái thằng đứng gần nữa. Ây da. Ây kìa. Kìa, thề nó chơi kìa. Kìa, chín bay máu á. Bay máu. Chín tư luôn, ngày sinh của vợ, hello, quá đẹp. À, 89 đi, của anh Đỏ luôn mà. 58 xin gặp chú luôn này. Chúc mừng bạn Miran, Miran nhá. Quá là lên đợt. À, tôi cần ban tổ chức trao giải cho tôi. Tao không mấy cái nịt nhá. Trưng Anh ơi, cho mấy cái nịt nhá. Trưng Anh ơi, làm cái trận này cho em. Anh ghi là Vino chỉ còn một cái tên. Lại gáy rồi. Vino chỉ chảnh hồi xưa mà thôi, Vino bây giờ đã khác rồi. Thầy solo ngã tư không? Chấp còn những nếp đây. Dạ, yeah, solo lại còn chấp mà. Như nào là solo ấy à? Đã solo lại còn chấp mà. Tề. À, mới CS là đẹp phải học. Thế được rồi, các bạn ơi. Ôi, những tiêu siêu tí đi, anh trao quà cho các bạn rồi anh ra. Nha. Mới CS đâu?